Đặc biệt là đội hình bên phía của Team Well đang là một đội hình 3 xạ thủ, đều là những mẫu xạ thủ có khả năng bị bắt lẻ với combo của Talia và Vi. Và pháp sư mà Glory hướng tới ở trong ván thi đấu này là một con Victor, thì nhiều khi cũng có thể tạo ra nhiều đột biến với các đội tuyển cánh trên của bảng xếp hạng, chứ không cần là một đội tuyển đang đứng ở cuối bảng như vậy. Họ vẫn muốn bằng được là đang hai đã có thủ tán số tiễn và làm chậm được hai người, có cả cái mưa tên, mất rất nhiều tài nguyên để có thể chạy. Glory cũng đã xuống rồi, lao vào với đạn ghém của mình nhưng chưa có bàn thành cuộc chiến câu đầu dành cho Glory. Vẫn double kill dành cho Glory. Torio là bạn nhân tiếp theo mà tôi cố gắng phải lùi về. Thực sự đây là một chiến thuật cực kỳ dị bên phía của MVE, họ không có đối sách để có thể trả ngược lại. Chỉ mới cấp độ 3 mà thôi, mất truy cùng diệt tận của mình lùi về. Tomrio đang đứng bách trong phía sau và có cả Nungu bật cả chiêu cuối bất khả kháng cự, lao vào. Thủy Ngục chỉ hất tung được vì nếu kill Loquin mà không có dịch chuyển ngược trở lại. Sát thương dùng khá nhiều, cung nền tàn khốc nhưng nó không gây được sát thương để có thể kết liễu. Người nằm xuống là Saiyan, tuy nhiên đã trở về cái dạng bất tử của mình. Anh ta tiếp tục đấm nhưng vẫn chưa có màn hào gục. Kill Loquin đang vòng ra phía sau, anh ta muốn tìm kiếm và gồng lên mũi tên, nó bị cancel bởi cái Thủy Ngục. Tuy nhiên sau đó thì có một Sashimi và phía của Vin cũng đã phải nằm xuống. Kill Loquin thấp máu, ta cố gắng bỏ chạy, Nungu lao lên tìm kiếm màn hào gục. Tuy nhiên Kill Loquin tốc biến để bỏ chạy. Glory né được quan điểm chấn không né được. Tuy nhiên mana của Nungu là không còn rồi. Nếu như không có những tình huống xử lý như vậy, tôi nghĩ rằng đội hình này của họ sẽ không thể phát huy sức mạnh. Hoàn đã có tấn công, có tạ xung hữu đột và đấm vào quan địa chấn dùng sát thương, nhưng sát thương là chưa đủ, bất được cái máu bật cả chiêu cuối. Anh ta muốn đổi mạng nhưng mà sát thương là không đủ và mạng hài gục chấp dứt về cho Nungu. Tính tới thời điểm này, tạm thời những tình huống hy sinh của Nagia vẫn có sự đề đáp. Rồi đại mắt của tía đã chính xác vào Nami và có sát thương dùng theo, anh ta không còn tốc biến mà hồi máu để có thể chạy. Và sát thương vẫn đang dùng liên tục 15 chậm, có bảo điện từ và mạng hài gục tiếp tục rơi vào tay Glory. Anh ta có thể làm lại thêm lần nữa khi mà kỹ năng Q kịp hồi lại, nhưng phía sau đã có Kill the Queen. Rồi có tả xung vũ đồ được tung ra, đài bắn tiễn tung lại, mất thanh tẩy. Nhưng Việt nằm nhanh quá, Kill the Queen vẫn còn đầy cây máu. Và sóng thương được tung ra, có cả Saiyan tới với bất khả kháng cự. Và Yorick đang được nhắm tới, anh ta bị làm chậm, Sirel cũng đang làm chậm Yorick. Anh ta đang cố lùi về và có Thủy Ngục để có thể chạy. Tuy nhiên vẫn có màn hồi của CBL. Bây giờ Slowzy mất tốc biến, anh ta chắc chắn phải nằm. Màn hồi cũng có thể được nhường dành cho Nagia. Khu vực này là solo kill dành cho Glory. Anh ta bị chậm một nhịp. Nếu như anh ta tấn công sớm hơn thì đã có thể có một tình huống tấn công mà họ không gặp phải những pha phản công của đối phương. Còn đây là tình huống mà cú tốc biến đến từ Nogu cũng không giúp cho anh ta có thể thoát nổi một con pick. Tại vì pha tấn công thứ hai là đúng lúc Yorick lên cấp độ 6 để tung ra cái sóng thần của mình. Tuy nhiên khu vực giữa đã có đại băng tiễn, có cả bạo điện từ. Ui, làm sao mà chơi game đây? Bây giờ Nagia đang che cái thanh trừng thì phải ưu tiên này Nogu. Anh ta dính một loạt sát thương tầm xa và chết không kịp ngáp. Thứ hồi chiêu dành cho kỹ năng chiêu cuối này. Bắn chuột giữa bật cả chiêu cuối bất khả kháng cự và Slowzy cả Zudak cùng phải chạy về góc đó. Tuy nhiên Glory rất xanh, anh ta dính cho mình thủy cục và cả sóng thần, nhưng anh ta vẫn truy đuổi và Slowzy đã phải chạy. Vì phía kia Tomrio bật lã tả xung đột tấn công vào, có chiêu cuối của Telia tới và Na khổng lồ hất được rất nhiều người vào tường. Và có lẽ là Glory sẽ phải nằm và màn chấm dứt dành cho Summer. Nagia đang bị kẹt lại, con sứ giả thì hút một cái trụ hai. Bên phía Team Well đang cố gắng phải chạy, Nagia đang SOS, anh ta né được cái cú quan địa chấn và anh ta lùi về thành công. Một phút nữa con Baron sẽ ra, Slowzy có thể sẽ là mục tiêu mà đánh bị nhắm tới. Tuy nhiên bây giờ thì con Ray đang bị dùng sát thương và ta chết rồi, chết chay. Đâu Ray vừa được kill the Queen, Nagia đang đứng chắn. Tuy nhiên họ đã mất đi người chơi rừng và không còn khả năng ép Baron nữa. Đại băng tiễn được tung ra và nó dính vào Tomrio. Có cả sự sức tội lỗi nữa và mất hơn nữa cây máu thì làm sao mà ra đây. Glory được cắt cử ra, tung hết bộ combo và đi thật rồi. Để có thể phòng thủ trụ 3, còn việc đứng lại tấn công đối phương tại trụ 2 là điều không hề dễ dàng. Rồi tả xung phụ độc lao thẳng vào đội hình đối phương có dịch chuyển ngược trở lại. Vịt vẫn không nằm xuống với chiếu cuối Nagia, quay ngược trở lại được cover và Tomrio đã phải nằm xuống. Họ phải trả giá cho pha mở giao tranh quá là lộ liễu đến từ bên phía của MBE. Vì đại băng tiễn hồi nữa. Đại băng tiễn hồi, bắn tiếp và nhất tiễn định thiên hà là đây. Tiễn được tung ra và chúng sinh bình đẳng người bị nhắm vào. Đó là Nugu. Anh ta bấm đồng hồ, nhưng xong đồng hồ có thể sẽ bay màu. Và Nugu đã thực sự bay màu rồi. Ván đấu này CBL đang chơi một lối đánh thực sự là dã man. Rút dây nguồn của đối phương và tung cả chiêu cuối đến từ Glory, ép đối phương phải lùi vật. Nó né được cái đầu. Và Nugu dùng cái chiêu cuối quay ngược trở lại, nhưng đó là Saiyan với bất khả kháng cự. Và đây là một tình huống giao tranh. Bên phía của Glory đang bị nhắm tới, anh ta vẫn được cover, có tả xuống nguồn đột lao vào. Glory đã nằm, Kilowin đang cố gắng bỏ chạy. Phía Slowzy, anh ta lao lên và có được mạng hào gục. Tuy nhiên anh ta cũng phải trả mạng double kill dành cho Vịt. Bên phía bên này thì CBL liên tục làm chậm và Summer cùng với Yodak, họ đang LS cố gắng phải bỏ chạy. Cú đại bằng tiễn để cản tiếng bấm B về của Summer và nó đã cản thành công rồi.
Rồi, sở sức tội lỗi được tung ra và dồn sát thương vào. Yodias rất tội nghiệp và ta phải là mục tiêu được đâm xuống. Nagiya đang đứng chống chịu tuyến trước và thật sự không thể xuyên được con tanker này. Vẫn đang cố gắng đẩy vào cái trụ bảo vệ nhà chính, nó đã nằm rồi. Còn một trụ nữa thôi, lao lên với Killer Queen. Vẫn là những tình huống rất tự tin với cái nút xúc nhanh của mình. Slowzy đang bắn, nhưng mà nó không thấm vào đường da. Có nạc, nó không tác động được vào ai cả. Thực sự là hơi no hope dành cho khí của MBE. Và bấm biến về rồi Nagiya, anh ta sẽ quay ngược trở lại với cái dịch chuyển của mình sớm mà thôi. Và đó ta đã dịch chuyển ngược trở lại rồi. Dungu quá thấp máu, cần phải hồi phục. Tuy nhiên, cái trụ sao hồi phục đến đây đã bước tiến được tung ra. Tuy nhiên, nó chỉ mang tính chất là khép góc mà thôi. Đang đánh nhà, Vịt đang chịu sát thương. Anh ta phải nằm xuống rồi. Tomrio đứng đây cố gắng cản. Nhưng đó là chiến thắng trong bán đấu đầu tiên dành cho Team Well. 28 phút là những gì cần để Team Well có được chiến thắng trong ván thi đấu đầu tiên đụng độ cùng với MBE. Còn theo tôi nghĩ thì đội hình bên phía Team Well họ đang sử dụng chất tướng thứ nhất là thuận tay cho những người dùng để họ có thể có được khả năng đi đường tốt nhất khi với chiến công đầu rơi vào tay của Slowzy. Chúng ta cùng xem lại, hình như đây là một tình huống chủ động tấn công và họ đã phải trả lại cái giá rất là đắt khi mà bên phía của Hearthy không cầm thanh tẩy, dính một cái mỏ neo và lượng sát thương và khống chế tiếp theo khiến tấn công mà đường về của MB gần như đã hết. Pha lưỡi 262 người kéo án tử kể cả là một cú móc vào tường để rút lui, nhưng án tử nó có tới 2 lần kéo và một lần móc vào tường không đủ để Zodiac có thể bỏ chạy. Và sau đó thì Zodiac biết rằng mình đã phải lên bảng, anh ta nỗ lực đứng lại để gỡ được một mạng. Bên phía của Team Well họ cần phải cẩn thận, CBL đang muốn tấn công à. Rồi, kéo thành công người đang chịu sát thương trụ là một con Nautilus và nằm xuống rất nhanh. Kẻ đi săn đã thành kẻ bị săn của pha rồi. Có bất kỳ một pha solo kill nào nhưng chênh lệch lính rồi là rất lớn. Được nữa, nhưng không có đá về thì phải ta bị giữ chân lại, mất tốc biến nó sẽ chạy. Và án tử tung ra nó không chính xác, mất tốc biến đến từ vị trí của CBL. Và đá rất đẹp hai người, Nugu bị nhắm tới, Ata đang thấp máu. Nhưng cú quá tải chịu nó từ Glory thì nó chưa chính xác. Bimiki Lee Sin đã tự kêu Lukin đã nằm xuống rồi. CBL đang bị truy đuổi, có tình huống lưỡi hai xoáy được thể làm chậm thoát đi tình huống truy đuổi của Tomrio. Tuy nhiên bây giờ là 2-3 và Tô Ngộ Không cũng đã bỏ chạy, mất tốc biến từ vô đất để có thể thoát đi từ tình huống vừa rồi. Và họ thậm chí muốn tấn công vào Slowzy thì phải. Có vòng xoáy không gian nha, có vòng xoáy không gian đã được sử dụng súng huyết tinh và súng hỏa ngục, nhưng đó không thể cứu được. Án tử nó tung ra nó không chính xác. Và bây giờ thì Kuklin và cả CBL đang bị kẹt lại. Có thủy lôi tầm nhiệt giữ được cả hai người. Kuklin đã thoát đi với cái hộ thể, nhưng mà CBL thì làm sao thoát được. Nhưng một tình huống Triều Long Vũ đã có được bàn hào ngục là một đổi một. Chiêu cuối của Victor tung ra và Glory rất có thể nằm xuống. Không, anh ta vẫn sống với cái hộ thể của Lee Sin trong tay của Kuklin. Vẫn có thể rút lui với một chấm máu tới từ pháp sư đứng giữa của Team Well. Nhưng trụ của Nagia thực ra là còn hình như là có đánh nhau rồi. Thủy lưu tầm nhìn được tung ra, dạng súng rất đẹp, tốc biến lên, trói lại, không còn thanh tẩy. Thì đây có lẽ là địa ngục dành cho Slowzy rồi. Mạng hờ gục liên tục lập công dành cho Hockey. Chỉ đang muốn hướng tới hai mục tiêu. Đầu tiên sẽ là con đầu đang tấn công một Glory. Anh ta chạy với tăng tốc phải chạy rất nhanh và đã có Kill Queen tới. Và cảnh sát công ty đây giờ lao vào làm choáng hai người và nổ lông cước dồn theo xong qua một cước và đã có được hai mạng hồi phục, dịch chuyển ngược trở lại, bật thần ca sáu lên tấn công đây giờ. Anh ta có thể bỏ mạng nhưng anh ta lùi về được với cái queen của mình và đã có được mạng hồi phục với cái súng thiên lý dành cho Slowzy. Và Yuuk đang ở lại có chiêu cuối đến từ xa con Saya này và họ hiến tế hỗ trợ của mình rồi, cày nát hơn đối phương đó là Glory. Và thậm chí bây giờ những cái trụ rồi vòng xoáy không gian được tung ra. Nagiya đang vòng sâu rồi, bật thần cá sấu để cản và lao vào hất tung rất nhiều người. Lee Sin tung cái nổ lông cước mà đi chưa đầy tung rồi và Ngộ Không đã nằm. Cái chiêu cuối bảo điện từ được tung ra sát thương là rất nhiều nhưng nó không đủ hạ gục ai cả. Án tử lại chính xác và mục tiêu được nhắm vào đội ngũ lướt cung vòng lên lên có được mạng hạ gục và Yodak cũng đi theo. Rất nhiều thăng hoa luôn nhưng đây là thăng thiên chứ không phải là thăng hoa lưng nữa rồi. Triple kill dành cho Haki. Một pha tranh không thể nào đẹp hơn dành cho các thành viên phía Team Well. MB tiến ra để kiểm soát Baron và họ nhờ ngỡ ngàng nhận ra rằng đối phương vừa có được mục tiêu này. Trong quá trình rút lui họ bị đánh chặn bởi một tình huống xuất hiện tới từ Nagiya bên phía cánh phải. Vòng xoáy không gian đến chở theo rất nhiều các thành viên bên phía Team Well và cú nổ lông cước 4 người từ Killer Queen gần như là dấu chấm hết dành bên phía MB cho tình huống giao tranh vừa rồi. Chiến thắng đến rất sớm sau chỉ hơn 22 phút dành cho Team Well tại ván thi đấu thứ hai, ấn định tỷ số 2-0 trong cặp trận này. Thực sự là một thế trận bóp nghẹt bên phía của Team Well. We'll be right back.